bây giờ Thu Tí và Doraemon xin giới thiệu một tiết mục biểu diễn múa ba lê Hồ Thiên Nga, âm nhạc Tchaikovsky, trích đoạn Thiên Nga con múa, bắt đầu vỗ tay. Cô múa làm sao mà hay quá vậy cô? Ô, chú Bạch ơi, sao con hỏi cổ không trả lời gì hết chú Bạch ơi? Con không ơi, con dạ. Hỏi cô ở giữa chứ con hỏi cô hai bên. Cái đó là người giả không phải người thiệt đâu. Ủa vậy có cô ở giữa mới là người thiệt hả chú Bạch? À cô này cô Mỹ Duyên rồi, con biết rồi. Cô Mỹ Duyên ơi, cô múa làm sao mà cô lắc cái đầu cái mấy cô này lắc theo hay quá. Cô làm lại cho cô tiếc coi đi cô. Ủa hay quá. Còn cô Dung nữa, cô làm sao mà hai cái chân mấy cô này nhảy theo được hay quá vậy. Cô làm cô tiếc coi đi. Cảm ơn cô Mỹ Duyên và cô Thảo Dung.